Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5 trang 73 đến trang 75. Bài 8 Có lý có tình. Chia sẻ, bạn nên làm gì? Một nhỏ, theo em, ở mọi tình huống sau chúng ta nên giải quyết như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý em chọn. Tình huống thứ nhất, A. Anh nên nhường đồ chơi cho em. B. Hai anh em cùng chơi chung. C. Nhờ mẹ phân xử. Như vậy, trong tình huống này, thì các em sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta sẽ hai anh em cùng chơi chung. Như vậy, các em sẽ khoanh tròn B. Rồi, tiếp theo tình huống thứ hai, hai cầu thủ cùng phân tích tình huống và tự hòa giải. B. Trọng tài phân tích tình huống và quyết định cách xử lý. C. Trọng tài hỏi ý kiến khán giả trên sân sau đó quyết định cách xử lý. Như vậy ở tình huống B này thì trọng tài phân tích tình huống và quyết định cách xử lý. Như vậy tình huống thứ hai các em phân tròn B. Rồi tình huống thứ ba, bạn này chen ngang. A. Các bạn đến trước yêu cầu. Bạn chen ngang xếp hàng theo đúng thứ tự. B. Các bạn đứng ở cuối hàng đồng ý nhường chỗ cho bạn chen ngang. C. Các bạn đến trước nhờ bác bảo vệ nói chuyện với bạn chen ngang. D. Ý kiến khác nếu có. Như vậy trong tình huống này thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách đó là các bạn đến trước. Các bạn đến trước yêu cầu, bạn chen ngang xếp hàng theo đúng thứ tự. Tiếp theo số 2 nhỏ, trong những tình huống dưới đây em chọn cách giải quyết nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý em chọn và giải thích lý do tại sao em chọn ý đó. Tình huống 1, trong lớp hai học sinh tranh cãi vì bạn này làm hỏng bút của bạn kia. A. Những người liên quan nên tự hòa giải với nhau. B. Cần có người đứng ra phân xử đúng sai. Như vậy, thì ở trong tình huống này, chúng ta nên, những người có liên quan nên tự hòa giải với nhau. Lý do vì câu chuyện nhỏ. Lý do là vì câu chuyện nhỏ. Và hai bạn là bạn bè nên có thể tự nói chuyện với nhau. Vì là chuyện nhỏ, lại là bạn bạn bè nên có thể nói chuyện để giải quyết. Nên có thể tự nói chuyện, có thể nói chuyện. Nói chuyện để giải quyết. Tiếp theo tình huống 2, một người bán hàng bày hàng trên vỉa hè không có chỗ cho người đi bộ. Người đi bộ và người bán hàng tranh cãi với nhau. A. Những người liên quan tự hòa giải với nhau. B. Cần có người đứng ra phân xử đúng sai. Như vậy ở tình huống 2 này thì chúng ta cần có người đứng ra phân xử đúng sai. Như vậy các em chọn B. Lý do là vì Người bán hàng đã vi phạm pháp luật. Vì người bán hàng đang vi phạm
vi phạm pháp luật nên cần có công an để xử lý. Tiếp theo, tình huống 3, hai xe ô tô va chạm trên đường, hai người lái xe tranh cãi với nhau. A. Những người liên quan nên tự hòa giải với nhau. B. Cần có người đứng ra phân xử đúng sai. Như vậy ở đây, tình huống này chúng ta sẽ là cần có người phân xử đúng sai. Vì sao? Lý do là vì hai xe va chạm và xảy ra tai nạn. Nên cần gọi cảnh sát giao thông xử lý. Tiếp theo bài đọc 1, mồ côi sự kiện. 1. Vì sao mồ côi được người dân tin tưởng giao cho việc sự kiện đánh dấu tích vào những ô phù hợp? Lý do A. Vì mồ côi là quan án như vậy. Lý do A này đúng hay là sai? Là sai. B. Vì mồ côi rất nhanh nhẹn như vậy. Ý B đúng. Lý do C. Vì mồ côi rất công tâm. Như vậy lý do C này là đúng. Lý do D. Vì sự kiện là sở thích của mồ côi. Như vậy lý do D này là sai. Như vậy mồ côi được người dân tin tưởng giao cho việc sự kiện là vì mồ côi rất nhanh nhẹn, vì mồ côi rất công tâm. Hai nhỏ. Đòi hỏi của người chủ quán vô lý như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Đòi bác nông dân phải trả tiền vì đã ngồi nhờ trong quán. B. Đòi bác nông dân phải trả tiền vì đã ăn cơm nắm trong quán. C. Đòi bác nông dân phải trả tiền vì đã mua thức ăn trong quán. D. Đòi bác nông dân phải trả tiền vì đã hít mùi thức ăn trong quán. Như vậy đòi hỏi của người chủ quán vô lý là đòi bác nông dân phải trả tiền vì đã hít mùi thức ăn trong quán. Như vậy chúng ta khoanh tròn ý về. Câu 3, em có nhận xét gì về cách phân xử của mồ côi đánh dấu tích vào những ô phù hợp? A. Cách phân xử của chàng mồ côi rất công tâm và hợp lý. Như vậy ý này là đúng. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô đúng. B. Cách phân xử của chàng mồ côi rất thông minh. Như vậy ý B đúng. C. Cách phân xử của chàng mồ côi khiến cho người chủ quán không thể kêu ca gì. Như vậy ý C đúng. D. Cách phân xử của chàng mồ côi khiến bác nông dân và người chủ quán đều vui vẻ. Như vậy ý C này là sai. Như vậy nhận xét về cách phân xử của chàng mồ côi thì chàng mồ côi phân xử rất là công tâm và hợp lý, rất thông minh, khiến cho người chủ quán không thể kêu ca gì. Câu 4, theo em sau vụ kiện này người chủ quán nhận ra được bài học gì? Thì theo em qua vụ kiện này thì người chủ quán học được bài học về việc không được đòi hỏi vô lý, không nên quá tham lam. Tiếp theo câu số 5, câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp với nội dung câu chuyện đánh dấu tích vào những ô phù hợp?
A. Gậy ông đập lưng ông. Như vậy ý A này là đúng, phù hợp với câu chuyện. B. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Như vậy ý B đúng. C. Đi một ngày đàn học một sàng khôn. Như vậy ý C là sai. Như vậy câu tục ngữ phù hợp với nội dung câu chuyện trên đó là gậy ông đập lưng ông và vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.